dụng công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu tiên tiến nhất, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu theo tiêu chuẩn mới nhất của châu Âu, Nadi mang đến một không gian bếp hiện đại với thiết bị đồng bộ đẳng cấp. Ngay bây giờ, Nadi hân hạnh giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam một sản phẩm với tính năng nổi trội và rất phù hợp với văn hóa và nhu cầu nấu hiện nay, đó là model PVF9HT19. Đây là loại bếp điện tử kết hợp. Bếp gồm một lò nấu hồng ngoại kép và một lò nấu từ, có thể sử dụng được nhiều loại nồi với nhiều kích cỡ khác nhau. Mặt bếp được làm bằng gốm kính ceramic kết hợp nên sản phẩm có độ bóng đẹp và sắc nét hơn hẳn các sản phẩm thông thường. Lò nấu điện hồng ngoại được thiết kế kép, dùng được với nhiều kích thước nồi và phù hợp với nhu cầu nấu khác nhau như hầm, nấu canh và bạn có thể cài đặt ở mức nấu tăng tốc khi cần nấu ở nhiệt độ cao. Bếp PVF9HT19 có đèn báo hiệu nhiệt dư giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng A+ của châu Âu hiện hành và giúp giảm tối đa điện năng tiêu thụ so với các bếp nấu thông thường. Nadi giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm có chất lượng cao, nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Bếp được sản xuất tại nhà máy chính hãng tại Italia và là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường hiện nay có xuất xứ rõ ràng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia với giá bán cạnh tranh nhất.